Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mến thưa toàn thể các bác và anh em, thì hôm nay thì chúng em lại tiếp tục ghép cho các bác một combo karaoke. Phải nói là combo này thì về hình thức cũng như là về chất âm và tầm giá, nó cho ra được cái chất âm rất là tuyệt vời. Và cái sản combo này thì chúng em đã ghép cho các bác đều, tất cả đều là hàng chính hãng các bác nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chi tiết từng sản phẩm và sau đó sẽ test chất âm, và em sẽ bật mí cho các bác là cái chất âm của sản phẩm này rất rất là tuyệt vời. Và xin mời các bác cùng lại gần combo để chúng ta có thể là tìm hiểu chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có loa Master Audio. Đây là dòng loa full, do là full công suất khá là lớn, và đặc biệt là nó được trang bị một chiếc chép Nelby, nó giúp cho cái tiếng chép ra rất sáng sạch và đặc biệt là không bị chói nhé. Nó chép Nelby nó rất là hay ở cái phân khúc này. Và tiếp theo, bộ xử lý tín hiệu thì chúng ta sẽ có đẩy, có nâng, có vang và có mic. Đầu tiên thì sẽ là đẩy công suất. Đẩy công suất thì em đã ghép cho các bác một chiếc đẩy CAF có mã là kinh 60, đã cho ra công suất là 600W một kênh, hàng chính hãng, bảo hành cho các bác 1 năm nhé. Tiếp theo lại là nâng tiếng đến từ CAF có mã là NX820. Đây là chiếc nâng tiếng cao cấp được tích hợp thêm chống hú tự động, giúp cho các bác khi hát ca thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tiếng hú rít, nhưng đảm bảo cái chất mic phải sáng, sạch và dày tiếng. Rồi một bộ mic không dây cũng đến từ CAF, tức là combo này chúng ta sẽ có 3 thiết bị đến từ CAF liền. Thì bộ mic này có mã là M3000 Pro, đây là dòng mic cao cấp đó. Và bán lẻ cái bộ mic này thì hiện tại giá lẻ đã là 4.500.000 rồi đó. Các bác có thể thấy là về cái chất mic dành cho combo karaoke gia đình thì cái bộ mic nó rất là quan trọng khi chúng ta hát đó. Và cuối cùng, để xử lý tín hiệu âm thanh thì chúng ta không thể thiếu vang, đúng không ạ? Và đây em đã ghép cho các bác một chiếc vang cơ nai số đến từ Gia có mã là KM5FX. Đó. Thì chiếc vang cơ nai số này thì nó có 8 chế độ echo. Đó, 8 chế độ echo. Ví dụ như là các bác có thể nhìn ở trong cái khung nhỏ này. Đó, khung nhỏ này thì họ đã ghi đầy đủ cho chúng ta như là 1 là delay, 2 là room, 3 là echo, đó, 4 là reverb này, đó, 5 là echo reverb này. Thì khi mà chiếc vang này á, nó mặc định của nó khi các bác tắt bật lên thì nó đều là ở số 5 nhé. Đó, còn các bác muốn thay đổi thì các bác có thể ấn nút mode này. Đó, có thể thay đổi ở đây tùy mình. Đó. Còn thường thường thì chúng ta sẽ hát ở chế độ echo và reverb, nó giúp chúng ta có thể là dễ dàng hát hơn. Và khi các bác mua combo này thì em sẽ setup sẵn cho các bác. Về là các bác chỉ việc lắp đặt và hát thôi, nó không cần phải setup thêm nữa. Thì đó là một cái rất là lợi thế khi các bác mua nguyên combo, là chúng em sẽ setup sẵn cho các bác. Và một thiết bị rất là quan trọng thì đó chính là chiếc quản lý nguồn. Đó, để bảo vệ tất cả những cái thiết bị âm thanh. Đó, và đặc biệt là cái quản lý nguồn này thì nó lại có thêm cái tính năng là lọc điện. Đó, lọc các cái điện sạch để nó đưa các cái điện sạch vào các cái thiết bị mà chúng ta đang sử dụng các bác nhé. Đó, và đây là quản lý nguồn rất là cao cấp của năm 2021. Đó. Và tổng giá trị combo này nó lên tới là 24.900.000. Đó, không hề rẻ đúng không ạ? Nhưng cho ra chất âm thì đảm bảo với các bác rằng cực kỳ hay. Vậy nên bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc để các bác có thể trải nghiệm qua, và sau đó thì em sẽ test chất mic các bác nhé.
chúng ta vừa trải nghiệm qua cái chất âm nhạc sống đúng không ạ? Có thể thấy là cái giải bass chép này nó rất là căng và đặc biệt là không vỡ tiếng đúng không ạ? Em sẽ test một đoạn nhạc sàn để các bác có thể trải nghiệm ra cái chất âm bass nó có uy lực hay không. Và bây giờ sẽ tìm đại một bài nhạc sàn để test cho các bác. Sàn hay là chúng ta kể cả là chơi những cái dòng nhạc sống, nhạc vàng rất là hay trên cái combo này. Ngay từ đó bạn nói là chất âm ra rất là tuyệt vời. Và cuối cùng thì là sẽ là chất mic. Và bây giờ em sẽ bật mic lên để test cho các bác nhé. Và đây thì em đã bật mic lên này. Đó. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng mic rất là hay, reverb cực kỳ tuyệt vời. Reverb rất tuyệt vời. 1 2. Đó, và mỗi lần chúng em làm combo thì đều phải test là trùng hú cho các bác. Và các bác có thể thấy này, trùng hú rất là ok. Trùng hú cực kỳ ok bác. Không hề lo hú gì cả khi các bác trải nghiệm trên combo karaoke này. Đó, các bác có thể thấy là em đứng rất là gần loa, không hề nó gì và tiếng mic ra rất là tuyệt vời. Đó. Vậy nên là các bác có quan tâm về combo karaoke thì có thể để lại bình luận dưới giúp em để chúng em có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ các bác nhiều hơn. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio chúng em suốt thời gian qua. Các bác có thắc mắc về combo này thì có thể để lại bình luận bên dưới để chúng em có thể tư vấn và hỗ trợ các bác. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất.